Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá, kênh cập nhật những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất, hot nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Và sau đây như thường lệ thì kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay. Trong khuôn khổ phần điểm tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Báo Thái Lan đăng đàn viết bài chê bai về Thái Park. Bình luận viên Công Huy nhận định bất ngờ về cơ hội của Công Phượng và các đồng đội tại Cúp Châu Á. Tuyển nữ Việt Nam đón tin vui trước trận play-off tranh vé Olympic. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bình luận viên Công Huy nhận định bất ngờ về cơ hội của Công Phượng và các đồng đội tại Cúp Châu Á. Các đại diện của Việt Nam đã không thể giành chiến thắng nào ở lượt trận đầu tiên của AFC Cup. Tuy nhiên thì theo đánh giá của bình luận viên Quang Huy, Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã phần nào thể hiện được sức mạnh của mình dù thiếu may mắn. Thành phố Hồ Chí Minh đã chơi tốt trên sân của Yangon, có nhiều kinh nghiệm đá AFC Cup, đội bóng được đầu tư rất nhiều. Điều ta vui là Công Phượng đã ghi bàn, một trận hòa thuyết phục mở ra lợi thế lớn cho trận lượt về trên sân nhà. Than Quảng Ninh không được đầu tư nhiều như Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu ngày hôm qua họ chơi không thành công, tuy nhiên họ thua đậm cũng một phần vì nhận thẻ đỏ từ quá sớm. Công Phượng đã ra sân ngay từ đầu và chơi không tồi. Điểm nhấn chính là bàn thắng gỡ hòa cho câu lạc bộ của mình, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở cuối hiệp 1, chấm dứt chuỗi 387 ngày tịt ngòi. Bình luận viên Quang Huy vui mừng khi chứng kiến bàn thắng đó. Anh cho biết: "Chúng ta rất vui khi Công Phượng đã ghi bàn. Từ khá lâu rồi tôi thấy Công Phượng vất vưởng bên Bỉ. Tôi rất xót xa nên trong các buổi bình luận tôi cũng bày tỏ mong muốn là Công Phượng trở về với bóng đá Việt Nam. Rất vui khi Công Phượng đã trở về môi trường có tham vọng và có các trận đấu quốc tế. Bởi một cầu thủ như Phượng ngoài việc chọn đội bóng tốt phục vụ cho khán giả trong nước thì việc anh đá quốc tế thường xuyên cũng là khá hay. Một người ra nước ngoài không thành công thì khi trở về có những giải quốc tế để anh ấy thi thố thể hiện. Hôm qua Công Phượng ghi bàn cho thấy anh vẫn còn đó, cảm giác nhạy bén, bàn thắng đánh đầu rất đẳng cấp. Tôi nghĩ anh ấy đang dần bắt nhịp lại rồi." Ở AFC Cup 2019 thì câu lạc bộ Hà Nội trở thành niềm tự hào của bóng đá Việt Nam khi vào đến trận chung kết liên khu vực. Nhưng ở mùa này, bình luận viên Công Huy không tin là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh sẽ tái lập được thành tích trên. "Hà Nội đã có một hành trình tuyệt vời ở mùa giải năm ngoái. Tôi rất tiếc khi Hà Nội thua đội bóng của Triều Tiên. Nếu Hà Nội đỡ đen đuổi hơn thì đã có thể vào chung kết và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hành trình của Hà Nội năm ngoái là rất đáng ngưỡng mộ. Lúc này đây, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đầu tư nhiều, cũng nhiều tham vọng và họ đặt mục tiêu ở V-League 2020 là bắt kịp Hà Nội." Than Quảng Ninh cũng là đội bóng có lối chơi. Ở V-League, Than Quảng Ninh là một trong không nhiều đội có lối chơi và người được coi là kiến trúc sư vẫn là ông Phan Thanh Hùng, người đã có nhiều công lao với bóng đá Hà Nội. Ông cũng dạn dày ở các giải đấu quốc tế. Tóm lại, ở mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam thì Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh là hai đại diện ưu tú để cử đi đá quốc tế. Tuy nhiên, để đạt hành trình như Hà Nội đến bán kết thì thực lực là tôi nghĩ chưa đủ, phải có vận may nữa. Dù sao chúng ta cũng chờ đợi những trận đấu hào hứng, sôi nổi và không nên đặt mục tiêu cụ thể nào. Báo Thái Lan lớn tiếng chê bai Thái Park. Trang Sien Sports của Thái Lan cho rằng là hành vi của Thái Park tại trận chung kết SEA Games 30 vừa qua không phải là hành vi chuẩn mực của một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết mới nhất có tiêu đề AFC dùng lệnh trừng phạt cứng rắn với ông Park Hang-seo, Trang Sien Sports của Thái Lan đã có những nhận định về hành vi khiến cho vị huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam vừa phải nhận án phạt mới đây. Tờ báo này bình luận là sau nhiều lần phản ứng với trọng tài thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận án phạt nghiêm khắc của AFC. Họ viết, đó là hành vi vi phạm những quy tắc và đạo đức cần phải có. Trang báo điện tử của Thái Lan lớn tiếng bình luận. Trang này cũng miêu tả lại tình huống khiến cho huấn luyện viên người Hàn Quốc phải nhận án phạt. Phút 77 của trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, ông Park Hang-seo đã có những hành vi ngày càng hung hăng với tổ trọng tài. Sau đó, ông ta bị truất quyền chỉ đạo bởi tấm thẻ đỏ trực tiếp tới từ trọng tài. Tờ báo Thái Lan viết, thưa quý vị và các bạn, đây không phải là lần đầu tiên Thái Park của chúng ta có hành vi tương tự với tổ trọng tài. Hình ảnh phản ứng với các trọng tài trở nên quen thuộc với Thái Park tại mỗi giải đấu cầm quân
ở SEA Games 30 cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, đây là hành vi bảo vệ các học trò của mình trước những tình huống xử lý không dứt khoát của trọng tài cầm còi ở trận chung kết SEA Games. Nhận án phạt từ AFC, huấn luyện viên của tuyển Việt Nam sẽ phải nộp 5.000 USD và bị cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Lý do của quyết định này đến từ việc là SEA Games không thuộc quyền quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á. Ở các trận đấu thuộc giải đấu này chỉ tương tự những trận đấu giao hữu và không chính thức. Như vậy, thầy Park của chúng ta sẽ không được chỉ đạo trong trận đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Iraq nếu trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 3 sắp tới. Nhiều khả năng, người thay thế cho thầy Park sẽ là trợ lý Lee Jung-jin. Ông sẽ quay trở lại chiếc ghế trực tiếp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022. Những lần huấn luyện viên Park Hang-seo nổi cơn thịnh nộ với trọng tài, hãy cứ làm nếu điều đó khiến ông thành công. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một người nóng tính, điều này được ông thể hiện trong suốt sự nghiệp của vị chiến lược gia này từ khi còn là cầu thủ. Tính cách này đã từng đem đến nhiều thất bại và cả những thành công. Trong chương trình VTV đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ về sự nóng nảy của mình. Ông cho biết, quãng thời gian làm việc cùng các câu lạc bộ tại Hàn Quốc thật sự khó khăn với tôi khi làm huấn luyện viên, do tính cách của tôi không bao giờ dễ dàng chấp nhận thất bại và rất nóng nữa. Tính cách quá thẳng thắn, không phục tùng nên một số án phạt được đưa ra nhắm vào tôi. Đó là một thời kỳ vất vả, khó khăn ở Hàn Quốc và tôi không muốn nhớ đến nữa. Dù biết rằng việc nóng nảy có thể khiến cho bản thân gặp nhiều bất lợi, thế nhưng vị chiến lược gia này vẫn không thể kiềm chế được ở một vài thời điểm. Khi tới Việt Nam làm việc, hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo nổi giận đã trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Tại AFF Cup 2018, do thầy Park từng nhiều lần phản ứng với trọng tài khi đối đầu với Malaysia tại vòng bảng khiến cho trợ lý Lee Jung-jin đã phải rất vất vả để khuyên bảo. Còn ở Asian Cup và vòng loại World Cup, thầy Park cũng từng nổi nóng với các đồng nghiệp là ông Carlos Queiroz của tuyển Iran và huấn luyện viên thủ môn của Thái Lan là Sasa Todic. Gần đây nhất, trong trận chung kết SEA Games 2019, thầy Park đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ khi có hành vi quá khích với trọng tài bởi nhiều tình huống phạm lỗi của tuyển U22 Indonesia đã bị ngó lơ. Sau đó, vị huấn luyện viên này đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và các học trò của mình. Từ khi còn là một cầu thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất nhiều lần có những hành động bộc phát trên sân. Trên YouTube hiện vẫn còn một vài video ghi lại cảnh ông lao đến húc đầu vào ngực trọng tài chính trong một tình huống gây tranh cãi. Từ trước cho đến nay, chắc hẳn là không nhiều cầu thủ chuyên nghiệp dám làm như thế khi trận đấu đang diễn ra. Vậy mới thấy khi thầy Park ăn nóng thì thầy Park bất chấp như thế nào. Ở Hàn Quốc, sự bộc trực khiến cho thầy Park gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp, nhưng tại Việt Nam thì khác. Người đàn ông thét ra lửa này luôn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của các học trò. Nghe ông quát, tất cả đều lắng nghe. Nhìn ông nhiệt huyết bên ngoài đường biên, chẳng cầu thủ nào dám lơ là. Chính ngọn lửa của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thắp lại niềm tin cho người hâm mộ và mang đến nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua. Vì thế mà thầy Park hãy cứ tiếp tục nổi nóng nếu điều đó vẫn mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam, và tất nhiên là ông nên để ý đến những giới hạn mà AFC đã quy định để tránh những án phạt như vừa qua. Tuyển nữ Việt Nam đón tin vui trước trận playoff tranh vé Olympic. Huấn luyện viên Mai Đức Chung mới đây chia sẻ rằng là trung vệ Trương Thị Kiều, trụ cột của tuyển nữ Việt Nam, đã bình phục chấn thương và có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội để chuẩn bị cho trận playoff tranh vé Olympic. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành quyền tham dự trận đấu playoff tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020, và đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ là đội giành chiến thắng trong trận đấu giữa Australia và Trung Quốc. Theo dự kiến thì vòng playoff môn bóng đá nữ ở khu vực châu Á sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 tháng 3 và 11 tháng 3, với 2 trận đấu ở lượt đi và về. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại để tập luyện vào ngày 16 tháng 2 sau khi trở về từ Hàn Quốc. Huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam ông Mai Đức Chung sẽ chào đón sự trở lại của trụ cột quan trọng là Trương Thị Kiều. Ông chia sẻ, hiện chấn thương của Trương Thị Kiều đã ổn và sẽ có mặt trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng playoff. Đây là một thông tin rất vui cho tuyển nữ Việt Nam. Ngoài ra thì tôi đang suy nghĩ để gọi bổ sung thêm vài gương mặt trẻ nữa cho vòng đấu tới ở vị trí tiền vệ và hậu vệ. Về đối thủ sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận định là nhiều khả năng sẽ là đội tuyển Úc. Ông cho biết, đội Úc đang rất muốn gặp tuyển nữ Việt Nam để giành lợi thế trong việc tìm vé có mặt ở Olympic Tokyo. Chưa kể là họ là chủ nhà và hơn hẳn đối thủ Trung Quốc ở trận đấu cuối cùng của bảng B
nên khả năng đứng nhất bảng và gặp đội chúng ta của Úc là rất cao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó quý vị và các bạn hãy nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.